Thúy Quỳnh mến chào tất cả các quý vị khán giả của Cà Phê Số. Quý vị thân mến, nghệ danh của các nghệ sĩ luôn gắn liền với những tác phẩm thành công đình đám của họ. Tuy nhiên, đã khi nào bạn thắc mắc tên thật của họ là gì chưa? Hãy cùng thử khám phá xem bạn biết được bao nhiêu tên thật của các sao Việt nhé! Câu hỏi số 1. Họ tên đầy đủ của Nữ Phước Thịnh là gì? A. Nguyễn Phước Thịnh, B. Nguyễn Trần Phước Thịnh và C. là Nguyễn Phúc Thịnh. Quá dễ rồi, 5 giây cho các bạn trả lời nào! Các bạn ơi, các bạn đã đoán ra chưa nào? Đáp án đúng là câu A, Nguyễn Phước Thịnh. Tên đầy đủ của Nữ Phước Thịnh là Nguyễn Phước Thịnh, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1988, là sinh viên của trường đại học UTEX thành phố Hồ Chí Minh, khoa quản trị kinh doanh. Khi Nữ mới sinh ra, ông nội đặt tên cho anh là Nguyễn Phước Thạnh, nhưng mà vì chữ Thạnh nghe không được hay cho lắm, nên khi đi làm giấy khai sinh, mẹ cậu đã lén sửa thành chữ Thịnh. Còn về nghệ danh Nu thì do sinh vào ngày cận Noel nên ba mẹ lấy luôn chữ Noel làm tên gọi ở nhà. Tuy nhiên chữ Noel thì hơi khó đọc đối với một số người lớn tuổi trong nhà nên mọi người chuyển sang gọi là Nô. Rồi ba mẹ anh lại thấy là chữ Nô mang tính phủ định quá nên quyết định thêm một chữ O nữa thành chữ Nu. Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, Nữ Phước Thịnh đã có nhiều thành tựu, nhiều bản hit và có một chỗ đứng không hề nhỏ trong lòng những người yêu nhạc trẻ. Câu hỏi số 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cô bạn thân của Nữ Phước Thịnh, ca sĩ Đông Nhi. Đông Nhi là cô bạn thân của Nữ Phước Thịnh từ những ngày mới bắt đầu sự nghiệp ca hát. Vậy thì tên thật của cô là gì? A là Mai Hồng Nhi, B là Mai Nguyễn Hồng Ngọc và C là Mai Hồng Ngọc. Dù không phải là một fan trung thành cũng có thể dễ dàng đoán ra đúng không? Và C, Mai Hồng Ngọc là đáp án chính xác. Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, cô sinh ngày 13 tháng 10 năm 1988 tại Hà Nội. Cô từng đạt ngôi á khoa đầu vào của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên Mai Hồng Ngọc lần đầu được công chúng biết tới khi cô tham gia Vietnam Idol năm 2007. Sau khi đổi sang nghệ danh Đông Nhi, nữ ca sĩ đã dần chinh phục được khán giả, đặc biệt là khán giả tuổi teen với những bài hát đánh đúng vào thị hiếu. Trải qua nhiều năm, Đông Nhi trở thành một trong những nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất. Tất cả là nhờ vào quá trình hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ và luôn nỗ lực thay đổi với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau để không bị nhàm chán với khán giả. Câu hỏi số 3. Đen Vâu là chủ nhân của bản hit bài này chiêu phết. Vậy thì tên thật của anh là gì? A là Nguyễn Đức Cường, B Trần Đức Cường và C là Phạm Đức Cường. Fan của Đen Vâu đâu rồi? Các bạn có biết tên thật của thần tượng mình là gì không nè? Và câu trả lời cho các bạn đây, đó là câu A, Nguyễn Đức Cường. Đen Vâu thường dùng tên ngắn gọn hơn là Đen. Tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1989, quê quán ở Quảng Ninh. Khi được hỏi vì sao lại không dùng tên của mình làm nghệ danh mà lại lấy tên là Đen Vâu, anh bộc bạch. Vì khi còn nhỏ, người gầy gò và hơi đen nên hàng xóm gọi là Đen. Lớn thêm tí nữa thì lại bị hô trông hơi vâu nên kết hợp nó lại cho ra cái tên Đen Vâu như thế. Âm nhạc của anh mang nhiều ý nghĩa, thông điệp đầy chất đời, phản ánh chân thực và rõ nét bức tranh hiện thực đầy màu sắc của cuộc sống. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 4 nha. Chạm đầy nỗi đau, lạc nhau có phải muôn đời là những bản hit của ca sĩ nào? A. Soobin Hoàng Sơn, B. Lê Trung Thành và C là Mr. Siro. Cả ba đáp án đều là ba anh chàng rất tài năng của Vbiz, gợi ý cho các bạn dễ đoán hơn nè. Anh chàng này đã từng thi giọng hát Việt nhí 2013 đó. Và câu trả lời đúng là câu B, Lê Trung Thành. Lê Trung Thành là tên thật của ca sĩ Eric. Anh sinh vào ngày 13 tháng 10 năm 1997 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật cả. Eric là giọng ca chính của ST319 Boy Group và từng là thành viên của nhóm Monster. Được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều cuộc thi hát như giọng hát Việt nhí, ngôi sao Việt, The Winner Is, v.v. Câu hỏi số 5 là về ca sĩ Hari Won. Hari Won là tên thật hay là nghệ danh của cô? A là tên thật và B là nghệ danh. Thật ra thì Hari Won không phải là tên thật của bà xã Trấn Thành đâu các bạn ơi, mà đó chỉ là nghệ danh mà thôi. Đáp án đúng là câu B nhé. Hari Won sinh ngày 22 tháng 6 năm 1985 tại Seoul, Hàn Quốc. Cha cô là người Việt Nam họ Nguyễn, còn mẹ cô là người Hàn Quốc. Theo mô tả của đài KBS, tên thật của cô là Lou Esther, với họ Lou là họ bà nội của cô. Họ cô không phải là họ Nguyễn
Hạo Cha Po, do khi đó từ Nguyễn thì không có cách viết nào trong tiếng Hàn cả. Tên Hari Won trong tiếng Hàn có nghĩa là mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy. Tên của cô dịch theo âm Hán Việt là Nguyễn Hạ Lợi, trong đó Hạ Lợi hay là Hari với ý nghĩa là cầu chúc một cuộc sống may mắn và hạnh phúc. Khi khám phá tên thật của các nghệ sĩ trong showbiz Việt, ta như khám phá ra cả một chân trời mới vậy, bởi nhiều khi tên thật của họ khác một trời một vực với nghệ danh. Bạn đã đoán đúng được bao nhiêu nghệ sĩ trong số 5 nghệ sĩ ở trên? Và ở số phát sóng tiếp theo, Cà phê Số sẽ quay trở lại với những nghệ sĩ khác nữa. Hãy cùng đón theo dõi với Thúy Quỳnh nhé!